Xin chào anh chị, đã quay trở lại kênh Bất Động Sản Dũng Villa nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị một căn nhà cho thuê tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha anh chị. Căn nhà này có địa chỉ là 21 đường số 18, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 nha. Căn nhà có hướng nhìn về hướng Bắc nha anh chị. Căn nhà này thì là cách công viên hồ sinh thái khoảng 20m nha anh chị. Và giá đang được chào cho thuê tại tháng 8 năm 2023 là 40 triệu đồng trên một tháng nha. Căn nhà thì được thiết kế là một tầng hầm, một tầng trệt, hai tầng lầu và một áp mái nha anh chị. Em sẽ đưa anh chị vào tham quan tầng trệt căn nhà nha. Tầng hầm thì có thể để được 2 ô tô và 5 chiếc xe máy. Tầng trệt thì chúng ta có bếp và phòng khách nha. Bếp thì đầy đủ các tiện nghi như là tủ lạnh, lò vi sóng. Đằng sau 2m sẽ là nhà vệ sinh nha anh chị. Bây giờ em sẽ đưa anh chị lên tham quan tầng 1 căn nhà nha. Tầng 1 thì được thiết kế là 2 phòng ngủ nha anh chị. Phòng này trước gia chủ là phòng xem phim nha. Toàn bộ nội thất sẽ để lại hết cho anh chị nha. Em sẽ quay rất thực tế để anh chị coi video, với là khi mà mình đã tiến hành muốn đi coi nhà thì là em quay thực tế thôi, không có đăng ảnh ảo như trên mạng nha anh chị. Đây là phòng ngủ 1 nha anh chị. Phòng ngủ 1 thì gồm có bếp, giường, máy điều hòa và tủ treo quần áo nha. Đằng sau 2m này anh chị có thể trồng cây được. Anh chị có nhu cầu muốn đi coi nhà thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986 nha. Tiếp theo em sẽ đưa anh chị lên lầu 2 căn nhà. Đây là phòng ngủ nha anh chị. Đây là phòng ngủ 2. Nếu mà tính đúng theo công năng, đây là phòng ngủ 2 nha. Thì phòng ngủ này có giường và tủ treo quần áo, máy lạnh và nhà vệ sinh nha. Đây là phòng ngủ 3 của căn nhà nha anh chị. Tiếp theo em sẽ đưa anh chị lên tham quan tầng áp mái căn nhà nha. Tầng áp mái này thì là sẽ có một ban công và một khu giặt quần áo và phơi đồ và một phòng giúp việc nhỏ nha. Thì em sẽ dẫn vào để cho anh chị tham quan.
phía trước chúng ta có thể trồng cây nha. Căn nhà thì cách cách hồ như lúc đầu video nói là cách khoảng 20 mét nha. Đây trước mắt anh chị là hồ và công viên. Phía tay phải màn hình là chung cư, các chung cư của khu Sunlight của tập đoàn Novaland nha anh chị. Căn nhà thì cách Lotte Mart khoảng 5 phút di chuyển thôi nha anh chị.